Xin chào cả nhà, xin chào các bác. Buổi sáng ngày hôm nay của Kim Lục cũng giới thiệu đến các bác mẫu đồng hồ. Mẫu đồng hồ có mã là 284 Seiko 5 các bác nhé. Mã của đồng hồ là 284. Đồng hồ này thì mặt vàng, các tia số màu đen, có viền vàng, hoạt động khá là tốt. Máy cơ 17 chân cứng các bác. Các bác ở gần cửa hàng có thể qua trực tiếp địa chỉ 376 Nguyễn Hoài Xã, Lê Chân, Hải Phòng để mình có thể xem đồng hồ các bác nhé. Các bác ở xa thì cứ inbox trực tiếp cho cửa hàng em vào số 0936050424, cửa hàng sẽ gửi các bác ảnh chi tiết của sản phẩm. Đồng hồ mã 284 này thì có cái mặt rất là độc đáo. Các bác nhìn kỹ này, mặt của em nó có họa tiết kẻ ô vuông chìm. Để như thế này thì các bác có thể nhìn thấy rất là rõ cái họa tiết kẻ ô vuông ở phần mặt này. Mình nghiêng đi thì nó mất này. Mặt nó rất là đẹp, sáng, không có vết chảy xước nào hết. Hướng điều chỉnh ở hướng 4 giờ. Có lịch ngày, lịch thứ này. Mặt sau của 284 đây. Em sẽ mở máy ra để các bác có thể nhìn rõ được cái mặt sau của đồng hồ nó như thế nào các bác nhé. Đây, máy đồng hồ đang chạy rất là tốt đây, 17 chân kính này. Seiko này. Máy của em nó còn rất là đẹp. Các bác mua hàng tại cửa hàng Kim Lục cũ thì hoàn toàn có thể yên tâm vì cửa hàng sẽ bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm. Cam kết là máy chính hãng, bảo hành 1 năm và free ship trên toàn quốc các bác. Em này thì dây của nó rất là đẹp. Dây có mắt nổi này. Mắt dây nổi nhìn rất sáng. Mã là 284. Mặt có họa tiết ô vuông kẻ chìm này. Màu vàng. Size của em nó thì em nó có size là 33 các bác nhé, 33-34. Cái đồng hồ cổ thì thường là size nó không lớn đâu các bác ạ. Máy móc thì vẫn là ok, chạy rất là ok. Cố gắng là like thật là chi tiết để các bác có thể nhìn được cái chi tiết của đồng hồ này. Dây mắt nổi rất là đẹp sáng. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ này thì nhớ cho em mã của đồng hồ em đang giới thiệu tại cửa hàng Kim Lục cũ là mã 284 các bác nhé. Và inbox trực tiếp vào số 0936050424, cửa hàng sẽ gửi các bác hình ảnh chi tiết của sản phẩm. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì cửa hàng đã giới thiệu đến một mẫu đồng hồ rất là đặc sắc, mã 284, họa tiết ô vuông kẻ chìm ở phần mặt này, rất độc đáo. Các bác yêu thích mẫu này thì inbox trực tiếp cho cửa hàng Kim Lục cũ các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo của cửa hàng ạ.